ba chỉ mấy vô đó, nếu mà ai mà có tiền mua sữa là ở ok luôn. Nếu mà xong nó xây dựng có 39 mét à, mình thấy nó rộng nó đang ăn lấy luôn phần trong trước luôn. Ờ 38 39. Đây căn nhà ở vị trí là hẻm 2251 đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha mọi người. Đây là căn này ngang là gần 3 mét, là khoảng 2 mét 8 thôi, chiều dài là 8 mét, gồm một chợt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Sổ hồng đó, thì nhà này là đồng sở hữu mình bán mua bán vi bằng đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để quay cho mọi người xem cái căn nhà nha. Ở phía trước thì có một khoảng sân nhỏ, gọn lắm. Cửa thì có 3 lớp, ở ngoài là có một cái cửa cổng, ở trong thì có 2 lớp cửa, một cửa sắt với một cửa kính. Cửa kính này là cửa kính cách âm nha. Bên đây là vị trí phòng khách. Thì gạch thì cũng được sử dụng gạch cao cấp. Tường thì cũng được trang trí rất là đẹp và sang trọng. Đèn thì sử dụng đèn led hết nha mọi người, vừa tiết kiệm điện và vừa sáng nhà mình nữa. Ở phía dưới chân cầu thang thì cũng được sử dụng để làm một cái tủ gọn nhỏ, mình có thể để đồ với linh tinh đồ trong đây. Bây giờ mình sẽ tiến ra ở phía bên sau, đó chính là nhà vệ sinh. Căn nhà này thì tương đối nhỏ gọn thì rất phù hợp cho một số người có thu nhập chưa cao. Đây là nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt nha, cũng làm và được thiết kế khá là sang trọng. Trần thì cũng khá là cao ráo nữa. Đây là vị trí của nhà bếp. Và ở phía trong cùng bên đây là vị trí của máy giặt đó mọi người. Mình hơi để máy giặt ở trong gọn cái góc trong đó. Dạ, với phía trên đó là sử dụng tủ treo tường. Tủ này thì cũng được sử dụng khá là nhiều. Cái này là sử dụng, cái này là để cho nó nhẹ, cái khi mà mình mở lên nó nhẹ và nó không có đập cái cửa tủ. Bếp thì cũng sử dụng đá hoa cương, cái dạng bồn này thì sử dụng hai bồn rất là rộng rãi để cho mình rửa đồ các thứ đó mọi người. Ở phía trong đây thì mình để bình ga đồ. Vị trí này là vị trí để bếp, để ở đây có một cái lỗ nhỏ là cái lỗ mà ống dẫn ga mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến lên trên lầu 1. Thì cầu thang thì cũng được sử dụng là cầu thang gỗ và sử dụng kính cường lực. Kính này là kính khoảng 8 ly. Đây khoảng 8 ly mọi người. Giờ được cây xanh thì cũng được thiết kế một cây nhỏ gọn ở đây. Giờ mình đã lên tới cái trên lầu 1 rồi. Thì đây ở bên phải đây là một cái phòng. Phòng này là phòng phía bên ngoài, có ban công và cửa sổ khá là lớn so với cái phòng của mình nha. Phòng này thì cũng được sử dụng dán tường, hoa văn rất là đẹp. Và hệ thống đèn của mình thì cũng rất là sáng. Ở phía bên ngoài ban công của mình đó, thì cũng có một cái cây dừa kiển. Khi mà mình đứng ở đây á, mở cửa sổ ra thì rất là mát nha.
Bây giờ mình sẽ quay lại với căn phòng thứ hai bên trong của cái căn nhà của mình. Đây là nhà vệ sinh ở trên lầu, cũng tương đối nhỏ gọn bằng với cái nhà vệ sinh ở phía dưới. Giờ ở phía bên trong đây là một cái phòng thứ hai, phòng này cũng nhỏ gọn thôi. Đây thì sử dụng cho một người thì nó khá là thích hợp, sống ảo cũng được, rất là đẹp. Ở phía bên đây thì có một cái cửa sổ cũng rất là thoáng và mát nữa. Với cái căn nhà mà ở hẻm 2251 đường Huỳnh Tấn Phát thị trấn Nhà Bè nha mọi người, diện tích của nó là khoảng 2m8, gần 3m, chiều dài là 8m, một trệt một lầu, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Đây là cái căn nhà mà đồng sở hữu mua bán là vi bằng nha mọi người. Ai quý anh chị nào mà biết cái dạng vi bằng này thì mình mới có một cái quyết định là mua dễ dàng, chứ không là mình phải tìm hiểu trước khi mua nha. Thì cái giá của căn nhà này thì cũng rất là nhẹ, là chỉ 1.230.000.000 vẫn còn thương lượng nha. Thì video đây thì mình cũng xin kết thúc, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Tường nha. Xin chào tạm biệt mọi người ở video này nha. Bye bye mọi người nhiều.